và bà con bạn trẻ Bia Thu Đêm, các cực tiền tỷ. Tuấn Phỏ Má cùng 3 người khác chơi bia cá độ từ đêm ngày 15 tháng 1 đến sáng ngày 16 tháng 1 với tổng số tiền cá cược hơn 1 tỷ đồng, có ván lên tới 20 triệu đồng. Ngày 13 tháng 3, ông Nguyễn Văn Lương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn, Tuấn Phỏ Má, 40 tuổi, trú tại Thanh Hóa, Đỗ Văn Bình, 28 tuổi, Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng chú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy, 20 tuổi, ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về tội đánh bạc. Cơ quan tố tụng xác định Tuấn cùng 3 người trên đánh bia từ đêm ngày 15 tháng 1 đến sáng ngày 16 tháng 1, tổng số tiền cá độ hơn 1 tỷ đồng. Mỗi ván chơi, nhóm này thường cá độ từ 5 đến 10 triệu đồng, có ván lên tới 20 triệu đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong ra quyết định tạm giữ Bình và Huy. Một ngày sau, cảnh sát tạm giữ Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn. Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi là Tuấn Phỏ Má hay Tuấn Phỏ Má 36 trước, là một tài xế ô tô. Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Facebook, TikTok và YouTube với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông. Các video hướng dẫn né cảnh sát giao thông hay giải thích về luật giao thông đường bộ. Những clip này đều thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Một số clip của Tuấn Phỏ Má cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đáng nói, nội dung các clip này thể hiện khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phỏ Má, nhiều tổ, đội cảnh sát giao thông lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí, có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn Phỏ Má đi qua liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn Phỏ Má có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động còn lồng ghép thêm nhiều nội dung quảng cáo bán máy cạo râu 3 trong 1. Thậm chí, người này còn có clip giao bán cả mặt hàng máy cạo râu cho người mặc đồng phục cảnh sát giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ.